giống mấy năm? Giống em lấy có 2 cây hả? Hôm nay thấy bất ngờ luôn. Cái vườn sầu riêng là trước là trồng sen với đu đủ sát cái bờ sông ấy. Em hay cập nhật cái ngay cái vườn mà mưa ngập nước ấy, để mình đến để mình coi xem hôm nay thế nào. Thì nước bữa nay thì nó cũng chưa lên cao lắm, cũng là cao rồi, cũng lên đến 5-6 mét rồi. Mà một bất ngờ cái thì lâu rồi mình không ghé, thì có ít bữa thôi mà. Đây thì cắt hết đu đủ rồi cô chú anh chị. Bữa nay nó được 20 tháng đấy, gần 20 tháng. Mà nhìn cái cây sầu riêng nó lực chưa? Tại vì dự kiến là khoảng 36 tháng là làm bông, làm trái. Nên là nó phát triển như này là quá đẹp luôn. Giờ đang là 12 giờ trưa, 12 rưỡi trưa mà cái lá nó vẫn có mở, lá mở tốt, bóng lá, cây không có dấu hiệu bị sụi luôn. À, cỏ mát rượi. Thì đối với những cái cây sầu riêng này thì ngoài việc còn bón phân, gần như là 100% là sử dụng phân hữu cơ, phân gà nở đó. Rồi một năm là tưới xi 3 lần. Một cây này thì thằng em này nó tưới cứ một lần nó tưới 5-6 lít một cây. Mà giờ cái cây nó phát triển này quá tốt luôn. Thứ nhất là về độ đồng đều, nên là mình cũng phải ngạc nhiên là cái sức phát triển này. Tại vì đến nó đạt như thế này là xong, là cái cô chú anh chị phải hiểu là nó ổn định hết về cái tán lá này. Cái lá nó đã che được cái gốc và nó ổn định về cái bộ rễ thì nó phát rất là nhanh. Sau cứ một cơi đọt thì nó lên mình sẽ lên thấy kinh khủng luôn. Nếu mà chăm đúng thì cứ lá mày già mà một cơi đọt đi được 30-40 phân. Đấy, ví dụ một cái lần đọt nó đi dài như kia thì chẳng mấy hồi là cái cây này sẽ lớn. Thì vậy thì đến khoảng là 36 tháng. Đó. Nếu còn là nó sẽ phát triển càng to nữa. Hết mùa mưa năm nay, hết mùa mưa sang năm đó, có khả năng là cành phải bự lên, là lấy cái sợ là lên làm bông được luôn rồi đó. Đây. Được cái ở đây là tưới được cái nước sông này, nó phù sa nó nhiều, nên cái nền đất này cũng là đất bờ sông đó. Đất này nó cũng tốt, nên là chăm sóc nó cũng hơn các làng đỡ đất pha cát, đất sỏi cơm, đất đồi kia. Trời ơi, nó nắng. Đấy, còn đọt non này. Đọt non mà mình nhìn nó không có rũ rượi nha. Mình làm cũng nhiều rồi, nên là đối với cái vườn mà nó trên một năm 20 tháng như này là mình thấy đạt và đẹp đó. Dày cui luôn. Nó chạy dọc ra bên kia. Lá nó bóng lưỡng luôn à. Wow. Dưới đây là cái khu vực là bị ngập nước này. Mấy cô chú anh chị mà xem kênh của em là nhớ cái vườn đây. Hôm bữa có chị Hương ở Đắk Lắk có hỏi em là không biết cái vườn nó ngập xong rồi giờ như thế nào. Đó là như thế này đây, có mấy cây mà bị ngập sâu quá thì nó chậm lại một tí nhưng nó cũng phát triển lại rồi, nhưng mà so với những cây khác thì nó nhỏ hơn. Mấy cây dưới góc này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Đây, cây mấy đây là mấy cây ngập nước và nó có chết một cây mà trồng rậm thì cái cây nhỏ kia nó cũng lên lại rồi.
Còn cái góc trên đây, cái chỗ cao thì nó cũng phát triển đều ạ. Chúng ta cứ chăm tốt đều như thế này thì cái việc mà 36 tháng, 3 năm đấy thì làm bông, làm trái là chuyện rất là bình thường. Rồi, để khi nào mà hết mùa mưa, em sẽ cập nhật lại cái vườn này cho cô chú anh chị xem.